Chủ nhà Indonesia lại chơi xấu, cho Việt Nam đá ở sân như mặt ruộng. Giải U19 Đông Nam Á 2022 đã diễn ra trên các mặt cỏ có chất lượng rất tệ, đặc biệt kể từ các trận cuối vòng bảng trở đi do mật độ thi đấu quá dày. Điều này ảnh hưởng rất lớn tới lối chơi kỹ thuật của U19 Việt Nam cũng như một số đội bóng khác. Madia và Patriot Candrabhaga là hai sân vốn bị đánh giá có mặt cỏ tệ, cơ sở hạ tầng cũ kỹ. Thế nhưng, theo lý giải của nước chủ nhà Indonesia thì hai sân này vẫn có mức giá thuê đắt đỏ, trong khi họ lại không nhận được sự hỗ trợ tài chính kịp thời từ Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, AFF. Tuy nhiên, ác mộng vẫn chưa dừng lại với Việt Nam bởi khi tham dự giải U16 Đông Nam Á vào tháng 8 tới, mặt sân còn hứa hẹn tệ hơn vậy, lý do vì chủ nhà Indonesia phải đổi địa điểm tổ chức. Ban đầu, Madia và Patriot Candrabhaga sẽ tiếp tục được chọn để đăng cai sự kiện dành cho lứa cầu thủ U16 của khu vực. Song mới nhất, Indonesia tính rời địa điểm sang khu vực Yogyakarta, chọn hai sân Sultan Agung và Maguwu Hatcho để đăng cai giải U16 Đông Nam Á vào tháng tới. Các sân đấu tại Indonesia đều có sức chứa tương đối lớn và nhìn từ bên ngoài rất đẹp. Nhưng trên thực tế, mặt sân đều xuống cấp trầm trọng và không đảm bảo yêu cầu để các cầu thủ có thể thi đấu. Thậm chí, theo miêu tả của báo giới xứ Vạn Đảo, các khán đài của sân Sultan Agung đã bị hư hại nặng nề do bị phá hoại và các bức tường thì bị sơn xịt lấm lem. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!